Bà xã anh bận, khi anh bận thì bà ngoại phụ, còn nếu anh có nhà thì anh làm, bà xã ở nhà bà xã làm. Và công việc này dường như là mọi người đều rất là thuần thục. Thuần thục xây tròn, xây tròn, thay tả cho em kiểu nào, tắm kiểu nào mới biết hết. Thì là bà xã rất chịu khó nghiên cứu, từ khi có em bé mang thai trong người là nghiên cứu hết những cái gì dành cho con từng tháng này kia, rồi vaccine tiêm chủng thế nào, là mua trọn gói cho 2 năm, cái gì nó cũng sẵn hết rồi. Tháng đầu, ví dụ tháng 1, tháng 2 thì là em bé nó sẽ thức 1 tiếng, ngủ 1 tí, rồi bú 1 tiếng, bú 1 tiếng, ngủ, như cứ vậy hoài. Thì là cái những người đi làm với chúng ta chịu không nổi. Và những cái tháng đầu thật sự là tối mặt tối mũi. Nhưng mà cũng may là mình là dân thức khuya nữa, làm nhạc, do vậy nó cũng không tới nổi. Và cái may mắn là khi mình đuối thì có bà ngoại hỗ trợ. Khi ngoại đuối, con mình hỗ trợ. Còn mẹ là mấy tháng đầu mẹ nghỉ, tại mẹ đang dưỡng. Ba người thay phiên nhau chăm em bé. Vợ chồng em khi mà đã quá mệt mỏi á, về công việc và tất cả mọi thứ, chăm con đuối quá, có ngoại lo hết. Cái lúc mà là dạng như là ở cử cho phụ nữ khi mà vừa mới sinh nở xong á, thì em nghĩ tốt nhất là nên để cho người phụ nữ được về bên nhà ngoại. Tại vì là dù muốn dù không thì là con người ta sẽ hiểu tính hơn. Đúng rồi. Và người ta sẽ giống như là sẽ không có vấn đề xảy ra. Con cũng dễ nhờ mẹ nó, thí dụ mà bà ngoại đi, thí dụ là mẹ ơi lấy một con cái đi, thì nhờ cũng dễ dàng nữa. Thì tới bà nội không lẽ giờ con kêu bà nội kêu má chồng không biết làm sao, không biết nhờ làm sao, con mà không biết má chồng có vui hay không như thế nào nữa, nó sẽ bị ngại những vấn đề gọi là sinh hoạt. Anh nghĩ là có những cái câu chuyện rất khó nói, bởi vì cái thời gian tiếp xúc, ví dụ đi đơn thuần là bà nội với lại vợ thì nó cũng không nhiều để hiểu, và bà ngoại với vợ là như là một rồi. Con mình đẻ ra mình sẽ biết nó thích cái gì, nó muốn cái gì, và khi nó tâm sự những điều thầm kín trong lòng nó dễ hơn. Và sẽ luôn nghĩ là gia đình là có bà ngoại, đó là một sự may mắn cực kỳ. Hồi nãy tới giờ là khi mà là nghe anh Sĩ Luân chia sẻ về câu chuyện gia đình của anh, thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng quá là vẹn toàn luôn. Thật sự là tới cái mục này là em cũng biết phải hỏi anh sao luôn á. Là vợ tôi vô số tội nhưng mà vẫn phải có, làm sao không được. Có không anh? Không luôn. Thấy chưa? Vợ anh hầu như là mình tạm gọi là một cô gái hoàn hảo. Bởi vì có thể là cô sống và lớn lên trong sự khó khăn. Do vậy cái cách sống rất là tiết kiệm, cực kỳ tiết kiệm, và không có làm gì để anh phải phiền lòng cả. Hãy cả đầu quý vị khán giả của chương trình Giữa Ông Bố Nói Gì. Một chương trình hết sức là đặc biệt. Sĩ tin cụ tè lắm anh. Vậy hả? Tức là ông bố phải nghiêm túc này kia chứ hả? Không may à, mình là ông bố trẻ hả? Bố trẻ. Trước khi chúng ta vào những câu chuyện chính xác đây, chắc lâu lâu. Tại vì em thì thời 89 nít thì cũng mê em dữ lắm. Đúng rồi. Dạ, lâu lâu anh hát và tặng câu ha, hai câu cũng được. Cho tụi em nghe gọi là nhớ là cái tuổi thơ 89 nít đâu mà. Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm. Hạnh phúc bên em không thể nào quên. Vì anh đã quá vô tâm người ơi. Để hạnh phúc mãi đánh rơi. Người hãy thứ tha cho anh lần nữa. Cuộc sống cho em mang thêm buồn đau. Và anh xin chúc em luôn bình yên. Cùng người yêu tốt với em. Trong cuộc đời với hai anh đây. Ôi trời ơi. Mà anh ơi, câu cuối hơi kỳ anh. Một anh thôi hả? Ừ, một thằng thôi chứ hai anh chết á. Hai người, cả hai người đây lần có sự lựa chọn nữa hay sao? Hai người luôn. Giờ là mình vô thẳng vấn đề nè. Anh ơi, lần đầu tiên khi mà là biết tin vợ mình mang thai á, cảm xúc của anh như thế nào? Sốc. Một chữ duy nhất. Sốc. Sốc là như sốc như thế nào? Sốc. Ở đây chưa có vui và buồn. Mấy chị bị sốc thôi, nghĩa là giống như là mình đang đi ngoài đường mà có cái trái dừa rơi đầu, cái là mình bất tỉnh vậy đó. Nhưng là cũng chưa biết tại sao như thế. Không phải là mình bản thân anh sốc mà bà xã cũng sốc luôn, tại vì chưa có chuẩn bị tâm lý để không có tính bé. Đây là một cái tai nạn rất là hy hữu. Thế là cậu khóc như mưa, chặng đường tuổi trẻ còn dài quá, còn đi du học Anh mà làm MC rồi các event KOL đủ thứ cả, rất nhiều hợp đồng mà có em bé là phải ngừng lại. Do vậy thì cái đầu tiên là bản thân mình cũng bị sốc. Sau cái sốc đó là cái hạnh phúc rất lớn. Bởi vì xung quanh mình rất nhiều bạn bè rặn chục năm không đứa nào hết. Thì bản thân mình nghĩ là con cái là trời cho, không phải muốn mà được, chỉ có tội nghiệp là bà xã bị sốc thôi. Thì là bà phải ngừng tất cả những hoạt động của bà để tập trung dưỡng em bé.
trong quá trình mà là chị mang nặng đẻ đau thì chị có bị ngén hay là khó chịu gì không anh? À, chi tiết này, cái ông bố sẽ có ông bị giống mình, nghĩa là mẹ không bị ngén, bà xã không bị gì cả, nhưng ngược lại ông bố bị mệt. Nhiều ông bố lắm, phải bị mệt nhiều ông bố đúng không? Dạ, rất vậy nhiều. Là chắc ngủ chỉ lén trèo qua người anh. Và có người nói là đừng có ăn đồ ăn thừa của vợ mình. Nhưng mà đa số thì các ông bố hiện tại bây giờ đều ăn đồ ăn thừa của vợ. Không ăn bà la bà buồn đó, đó. Đó. Cô ấy không có ngén gì cả, ăn uống rất tốt, ăn nhiều hơn bình thường 2 tiếng đó là bản thân mình ngán tí cũng không sao. Chị sinh thường hay sinh mổ vậy anh? Sinh thường 3.8 kg. Mình là người ở trong phòng sinh cùng với các bác sĩ mở nhạc vũ trường lên hát. Thở làm đủ kiểu hết. Rất là may mắn là Sĩ Luân được gặp những bác sĩ rất giỏi và những người hộ sinh rất là nhiệt tình. Sĩ Luân họ đều nhận ra mình cả. Luân có bài gì hát nhạc sung nhất là đem ra hát. Mắt này sắp bên nhau anh em nhiều lắm, hát hết bài remix hết để tự nguyên cái thân để có thể là rằng nó nhanh hơn. Tuy nhiên là thật sự bản thân mình là người đàn ông, mình không có đau đớn khi đặng đẻ, mình không có cái thiên chức mang thai đó, nhưng mà mình nhìn vẫn sốc. Là khi mà vừa mở cổ tử cung mà là thấy cái đầu em bé, một cái đầu có tóc, là mình thấy là mình hồi hộp rồi, cực kỳ hồi hộp. Lúc đó mình chỉ tâm niệm là làm sao cho mẹ tròn con vuông thôi, vì chúng ta đều biết là sinh nở là cửa tử mà. Rất nguy hiểm, và rất may mắn là 45 phút, rằng 45 phút thì em bé đã ra đời. Và em bé nó chỉ khóc một tí khi mà nghe Sĩ Luân hát một bài hát mà hay hát lúc mà mang thai thì nó nín luôn. Nó không phải em bé được, nó cảm nhận được. Mình cảm nhận ở đây là một đứa con mình đã trông chờ rất là nhiều ngày tháng. Nghe cái quá trình mà là anh đưa vợ đi đẻ, em thấy nó vui ghê trời. Vui. Kiểu như là đi đẻ mà là giống như đi cắm trại hè. Cắm trại cũng thôi, là giống như đi vũ trường vậy đó. Đùng, cố lên em, xong có đẻ. Thì là anh có nhớ được cái cảm giác lúc đó thì là có cái chuyện gì đó đáng nhớ nó xảy ra không ạ? Bản thân mình với bà xã cũng thích số đẹp. Thì ngày đó là 19 tháng 2. Nếu mà lắp sau 12 giờ thành là 20 tháng 2. 2002. 2002 là quá đẹp đúng không? Nhưng mà cuối cùng là bản thân mình thì nó thôi bây giờ không đẹp biết gì hết. Làm sao cho em bé nó ra thôi. Vì bây giờ em bé 3.8 kg là nếu trong trường hợp các bác sĩ chẩn đoán và không có thể lấy em bé được phôi một, nghĩa đau đau 2 lần. Bắt đầu mình cũng lo và mình mong ước trong đầu mình là mình chỉ nguyện cầu làm sao hai mẹ con tốt nhất. Và thấy bác sĩ cầm cái kẹp bự gì bỏ ở trong mà kẹp nó ra. Thế là mình thấy là một cái điều nó ngoài sức tưởng tượng rồi. Tại trước giờ người đàn ông như mình có bao giờ thấy điều đấy đâu. Kẹp ra thì là em é lên cái rồi thôi thì là mặt nó bị dày nó đỏ đỏ thôi. Và bây giờ mất luôn vết đó rồi. Thế kẹp ra và bà xã em bác là một sự nhẹ nhõm. Vì là trước đó cả một tuần thì cũng có những hiện tượng chuyển dạ. Nhưng mà nó cũng vô xong ra. Những ngày cuối là thôi ở trong bệnh viện luôn. Mình cảm thấy rất hợp với em bé này. Nghĩa là khi nó gần mình nó rất dễ chịu. Có thể ở mẹ nó bực mình này kia, nhưng mà ở với mình rất dễ chịu. Và đặc biệt là con gái sẽ luôn không biết khóc. Vừa rồi nó có quay quảng cáo cho một cái hãng sữa và máy hút sữa. Thế là đạo diễn kêu khóc đi, mình không có ở đó, chỉ mẹ với bà thôi. Thì bà lấy tay nhéo qua nó cũng khóc luôn. Và sẽ luôn có một đứa con không biết khóc. Sau 6 tháng bắt đầu mới biết nhăn mặt thôi, bị chích ngừa thì mới rớt nước mắt, chứ nó lại không có kiểu khóc mà tối ngày sáng đêm. Và cái điều hay là mặc dù trong lúc 4-5 giờ sáng nó thức dậy, nó khát sữa, thì nó mở mắt ra, nó nhìn mình trong bóng đêm, nó vẫn cười. Nó vẫn nở nụ cười. Và 7-8 giờ bà dậy xong thì ẩm ra bà vẫn cười. Mà nó như hoa hậu Tân Thiện vậy đó. Nhìn ai, bất cứ ai cũng bồng được. Và bất cứ ai nhìn đó là nó cười. Nó cười đầu tiên trước khi nó giao tiếp những cái cảm giác khác. Hầu như là mọi người cũng mới đầu là 1-2 tháng lo vì thấy nó không khóc. Cũng làm đủ mọi cách cho bà khóc nhưng bà không khóc. Và ngược lại là bà cười không. Mà có những cái bà cười rất hứng thú và mình thấy đúng là nụ cười nít. Ồ, vậy là bé còn rất nhỏ nhưng mà là theo những gì anh kể em thấy là bé rất là điềm đạm luôn đó. Dạ. Và anh thấy cái sự điềm đạm đó là đến từ anh hay là từ chị? Anh nghĩ là cả hai. Ai cũng điềm đạm hết. Cái hạnh phúc nhất là cái nụ cười em bé. Tôi nghĩ là không có gì bằng cái nụ cười của đứa con. Khi mỗi lần mình làm việc mệt về hay mình có những cái không có vui trong lòng, không thành công. Hoặc là vợ chồng có những cái nó tương khắc với nhau, vì hai cá thể với nhau, rồi mình hai vùng miền khác nhau nữa, Hà Nội, Sài Gòn khác nhau. Rồi đứa con nó làm một cái điểm mấu chốt hóa giải mọi thứ. Và đi đâu mình cũng muốn là về ôm cô ấy. Hoặc đi đâu, đi ngang qua hoặc là làm cái gì thì
trước khi còn 1-2 tiếng làm cái việc kế tiếp hợp thì cũng muốn bay về ôm hôn nó con gái. Thì luôn nghĩ là con gái là điều tuyệt vời cho các ông bố. Thằng cái muốn về thật muốn hả nữa hả cho em sợ cái lấy dí á chắc chắn là con gái chắc là con gái anh dành rất nhiều tình cảm cũng như là rất nhiều thời gian cho vợ mình và đặc biệt là cho con của mình. Riêng con của mình thì nó rất thích sự sôi động, nghĩa là trên TV có chương trình Dave and Eva, có những bài hát về Giáng sinh, những con vật đi xe buýt nhảy nhúng lại ở dưới, nó rất cười, nó vui, tự nó coi. Và khi mà cha mẹ thức dậy mà kêu Annie là từ đó nó giật giật liền. Nghĩa là mình thấy nó tiếp nhận cái năng lượng tích cực rất lớn từ cuộc sống. Nghe những gì mà anh Luân chia sẻ thì em thấy luôn nha, anh thực sự rất là tự hào về con của mình. Cũng như tự hào về gia đình của mình đang có. Khi mà mình đón đứa con đầu lòng sẽ có một sự thay đổi nhất định, mà tới lúc đó mình mới nhận ra là lý do tại sao mà nó vậy. Giống như là giữa em và vợ của em á, tụi em gặp nhau cũng rất là tình cờ, đến với nhau cũng rất là tình cờ, ở bên cạnh nhau cũng một khoảng thời gian, là sau đó là quyết định có con luôn. Chưa hề đám cưới. Có quyết định không? Quyết định chỉ vì có một cái suy nghĩ vậy thôi, thì là vợ em về nói luôn là anh đẻ, anh đẻ đẻ hả? Ok thì em cũng em nghĩ đâu phải nào đơn giản được vậy đâu. Đúng rồi. Cũng phải là cấy này cấy nọ rồi dăm ba bữa nửa tháng rồi mới được. Cái dính luôn anh. Hay quá ta. Một cái kịch rồi xong cái tự nhiên tuần sau là vợ em không cho em đụng luôn á. Rồi một tuần sau tự nhiên cái vô cái chỉ nhẹ nhàng lại với em xong một cái. Hay quá. Nè. Ủa dính rồi hả? Ủa dính rồi hả? Giống như là đứa con đời thì nó tạo một cái sự thuận lợi trong cái công việc. Thường trong nghệ thuật là mình kết hôn, còn có con thì là công việc nó sẽ giảm rất nhiều. Và dĩ nhiên là trong cái năm đầu tiên, Si Luân nghĩ là ông bố nào cũng vậy, cũng phải dừng lại để chăm con. Và Si Luân cũng dành thời gian chăm. Và luôn nghĩ là cái gia đình nào rất may mắn mới có bà ngoại chăm em bé. Vậy thì là cái vấn đề mà là chăm em, ví dụ như là thai tả nè, rồi cho bé ăn, rồi bé bú, thậm chí là tới ăn dặm luôn đi, là anh đều có sự trợ giúp đến từ bà hết. Và cái công việc này là cả ba cùng làm như nhau. Bà xã anh bận, khi anh bận thì bà ngoại phụ, còn nếu anh có nhà thì anh làm, bà xã nhà bà xã làm. Và công việc này dường như là mọi người đều rất là thuần thục. Thuần thục xây tròn, thay tả cho em kiểu nào, tắm kiểu nào mọi biết hết. Thì là bà xã rất chịu khó nghiên cứu, từ khi có em bé mang thai trong người là nghiên cứu hết những cái gì dành cho con từng tháng này kia, rồi vaccine tiêm chủng thế nào, là mua trọn gói cho 2 năm, cái gì nó cũng sẵn hết rồi. Tháng đầu, ví dụ tháng 1, tháng 2 thì là em bé nó sẽ thức 1 tiếng, ngủ 1 tí, rồi bú 1 tiếng, bú 1 tiếng ngủ, cứ dậy hoài. Thì là cái những người đi làm với chúng ta chịu không nổi. Và những cái tháng đầu thực sự là tối mặt tối mũi, nhưng mà cũng may là mình là dân thức khuya nữa, làm nhạc, do vậy nó cũng không tới nổi. Và cái may mắn là khi mình đuối thì có bà ngoại hỗ trợ. Khi ngoại đuối, con mình hỗ trợ. Còn mẹ là mấy tháng đầu mẹ nghỉ, tại mẹ đang dưỡng. Ba người thay phiên nhau chăm em bé. Vợ chồng em khi mà đã quá mệt mỏi á, về công việc và tất cả mọi thứ, chăm con đuối quá, có ngoại lo hết. Cái lúc mà là dạng như là ở cử cho phụ nữ, khi mà vừa mới sinh nở xong á, thì em nghĩ tốt nhất là nên để cho người phụ nữ được về bên nhà ngoại. Tại vì là dù muốn dù không thì là con người ta sẽ hiểu tính hơn. Đúng rồi. Và người ta sẽ giống như là sẽ không có vấn đề xảy ra. Con cũng dễ nhờ mẹ nó, thí dụ mà bà ngoại đi, thí dụ mẹ ơi lấy mình con cái đi, thì nhờ cũng dễ dàng nữa. Thì tới bà nội không lẽ giờ con kêu bà nội kêu má chồng, không biết làm sao, không biết nhờ làm sao, con mà không biết má chồng có vui hay không như nào nữa, nó sẽ bị ngại những vấn đề gọi là sinh hoạt. Anh nghĩ là có những cái câu chuyện rất khó nói, bởi vì cái thời gian tiếp xúc, ví dụ đi đơn thuần là bà nội với lại vợ thì nó cũng không nhiều để hiểu, và bà ngoại với vợ là như là một rồi. Con mình đẻ ra mình sẽ biết nó thích cái gì, nó muốn cái gì, và khi nó tâm sự những điều thầm kín trong lòng nó dễ hơn. Và sẽ luôn nghĩ là gia đình là có bà ngoại, đó là một sự may mắn cực kỳ. Hồi nãy tới giờ là khi mà là nghe anh Sĩ Luân chia sẻ về câu chuyện gia đình của anh, thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng quá là vẹn toàn luôn. Thật sự là tới cái mục này là em cũng biết phải hỏi anh sao luôn á. Là vợ tôi vô số tội nhưng mà vẫn phải có, làm sao không được. Có không anh? Không luôn. Thế chưa? Vợ anh hầu như là mình tạm gọi là một cô gái hoàn hảo. Bởi vì có thể là cô sống và lớn lên trong sự khó khăn. Do vậy cái cách sống rất là tiết kiệm, cực kỳ tiết kiệm, và
không có làm gì để anh phải phiền lòng cả. Ngay cả cái chuyện là xài tiền như thế nào thì cô cũng hỏi ý mình luôn. Đơn giản là cái câu chuyện anh cũng bất ngờ vừa rồi là em bé bơi trong cái bồn nước rất nhiều, thì anh nói là em bơi xong sao không xả nước đi để cái bồn nó khô, thì không, cái nước để mình sẽ dùng chuyện khác. Ngay cả vấn đề nước cũng tiết kiệm để có làm chuyện khác. Và sẽ luôn thấy được là cái tình yêu thương của vợ dành cho em bé, rồi cho bà ngoại, cho chồng rất lớn. Vẫn hỏi là chồng có thích ăn gì không, về vợ nấu cho. Mình luôn trả lời là không, mình tự nấu. Sau này thì bà cứ hỏi là anh ăn gì không, em nấu. Không, để anh tự nấu. Ôi, chị cảm ơn quá. May quá, nên làm chuyện khác. Nghĩa là đối với Sư Luân với bà xã thì là hai người Bắc Nam với nhau. Bà nấu mình sẽ ăn không có hợp miệng, hợp vị. Mình nấu bà sẽ ăn không thích lắm. Nhưng mặc dù thế bà rất thích mình nấu ăn cho bà ăn. Thì bản thân mình rất thích tự thân vô bếp làm những món mình yêu thích. Wow. Vậy là chị là không có tội gì luôn. Không có tội gì luôn. Anh có tội gì không? Anh thì những người đàn ông mình phải vô số tội rồi. Dạ đây. Thứ nhất là người đàn ông mình công việc rất nhiều. Dạ. Có thể mình sẽ hứa là mình về đón vợ con đi chơi, cuối cùng là không được. Cái thứ hai là hồi xưa là mình hay vuốt ve vợ mình là nhiệm vụ em chỉ xin thôi, xin ra anh lo hết. Thì mình nói như thế cô mới có tâm lý để cô bình ổn, cô tập trung sanh thôi, không lo gì cả. Mà đúng, cũng không lo gì cả, nhưng nghĩa là cô sẽ nghĩ là mình sẽ ôm con 24/24 thì không phải. Thì sau này có những cái là mình nói với cô là mình nói thời điểm đó để cho bạn yên tâm, bạn dưỡng và bạn ấy, chứ không phải là trời thời gian nào vậy ai sẽ đi kiếm tiền, ai sẽ trả tiền mọi thứ. Như là khi mà em bé ra là nhà cửa, mọi thứ tất cả nó đều là tiền cả. Và cũng may mắn là mình là một người lớn tuổi, do vậy nó cũng không còn khó khăn trong cái việc tài chánh. Nhưng cái còn lại là để duy trì nó và tiếp tục nó với một cái người độc thân như mình thành cái người cha. Sẽ luôn có một tâm niệm là không bao giờ để cho bà xã phải chi cái gì trong ngôi nhà đó, tất cả người đàn ông. Và thậm chí cả cái chuyện là cổ đi đâu bằng taxi, mọi thứ mua online đều dùng cạc của mình hết. Thì sẽ luôn nghĩ là mình tạo cho vợ mình một cái tâm lý là được enjoy cuộc sống. Vậy thì là giữa hai vợ chồng của anh luôn á, thì là luôn luôn có sự thống nhất nhất định về cái nhiệm vụ của mỗi người. Bây giờ sẽ là một món quà mà chương trình dành tặng cho anh Sĩ Luân. Quà luôn. Xin mời anh hãy theo dõi trên màn hình ạ. Hello lão công, xin chào ông xã. Hello. Chắc chồng không biết vợ trốn chồng để đi nên anh quay chương trình này đúng không? Thực sự thì vợ không biết nữa là dạo gần đây không biết là vợ chồng mình như thế nào, nhưng mà vợ cảm giác như là vợ chồng mình không có nhiều thời gian để tâm sự với nhau nhiều hơn như lúc trước. Chồng thì suốt ngày đi làm đến tối, xong sáng sớm hôm sau thì lại đi tiếp, mà nhà mình thì lại không có quá nhiều thời gian để nói chuyện với nhau, để tâm sự với nhau, như là để hiểu nhau nhiều hơn. Và có đôi lúc thì vợ cũng hơi chạnh lòng bởi vì cũng muốn là được chồng quan tâm nhiều, cho nên là vợ hay nhắn tin than vãn hoặc nhõng nhẽo với chồng là ôi con quý lắm này nọ kia. Nhưng thực sự là không phải vợ ý vợ là tham, mà vợ mong muốn là chồng quan tâm cũng như là dành thời gian cho vợ cũng như là em ý nhiều hơn. Có đôi khi chồng nói với vợ là sao anh cố gắng nỗ lực cho gia đình nhiều như thế mà em không hiểu. Thực sự là em hiểu, nhưng mà còn đôi khi bản thân em không rất là trân trọng điều đó nhưng em không dám nói ra. Thì mong chương trình này có thể là thay lời muốn nói với lão công, nói với chồng là thực sự là vợ rất là trân trọng những cái gì mà chồng đã cố gắng nỗ lực dành cho gia đình này, và cũng mong là gia đình nhà mình sẽ có thể hiểu nhau nhiều hơn để có thể là tránh những cái xích mích sau này. Và hy vọng là chồng cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho vợ cũng như là Annie để cho gia đình của mình sẽ luôn luôn tràn ngập tiếng cười. Trong quá trình mà từ lúc yêu nhau tới lúc lấy nhau thì khóc thì chắc rất là nhiều. Tính vợ thì hay nhõng nhẽo, mà còn chồng thì đôi khi chiều vợ quá thì nên cũng hơi mệt đúng không? Có đôi khi thì hai người cũng không hiểu nhau nhiều và dẫn tới tình trạng là hiểu lầm và cãi nhau. Có rất là nhiều người hỏi vợ là lúc mà chồng bị tai nạn mất trí nhớ thì lúc đấy vợ đang ở đâu. Thực sự thì lúc đấy vợ đang còn rất là nhỏ, mới học lớp 8, lớp 9 thôi. Không thể nào mà bay tới bên chồng để giúp đỡ chồng được. Thực sự là nói đến tận bây giờ thì vẫn cảm thấy là ước gì vợ lớn hơn chút xíu nữa để ở bên cạnh chồng và chăm sóc chồng cùng với mẹ.
khoảng thời gian mà lúc mà đầu mà quen nhau ấy, em nói thật với mọi người là chồng em còn không nhớ nổi họ tên của em, không nhớ nổi ngày tháng năm sinh của em, cứ giống như kiểu bị ngơ ấy. Xong rồi em rất là hay phải hỏi là anh có nhớ là hiện tại là họ tên em là gì không, phải nhắc đi nhắc lại liên tục như vậy, hỏi xem là có nhớ đúng tên của mình không hay nhầm sang tên cô khác. Xong rồi nhiều lúc mình cũng trách móc anh ý là sao anh hay quên thế, nhưng mà anh cũng nói là em phải hiểu cho anh là anh bị mất trí nhớ cho nên anh không thể nhớ được cái gì. Nhưng mà em có thấy mừng cho anh không, bởi vì có những anh quên những cái mà đáng lẽ mình cũng nên cần quên, và cuộc sống đôi khi chúng ta cũng đâu cần đôi lần mất trí nhớ như thế để quên những cái ký ức đau buồn của mình đi và nhớ cái cuộc sống hiện tại của mình rất là vui, rất là hạnh phúc, thì mình cần phải trân trọng nó. Thì em cũng hy vọng là đôi những cái cuộc cãi vã, những cái hiểu lầm của hai vợ chồng mình thì chồng quên hết đi, quên như nó là đã chưa từng có, thì mong rằng là chỉ nhớ lại những cái ký ức tốt đẹp giữa chồng vợ như là em đi thôi, có được không? Có lẽ là thông qua chương trình này thì vợ chắc cũng phải nói lời cảm ơn chồng cũng như là xin lỗi chồng. Thực sự là thời gian qua vợ biết là chồng đã hy sinh cho gia đình này rất là nhiều, đã cố gắng để mua một căn nhà cũng như là xây một cái tổ ấm cho gia đình mình. Thực sự là từ lúc mà yêu nhau cho tới lúc mà ở với nhau có Annie thì hai đứa cũng đã có rất là nhiều hiểu lầm, mà dẫn tới tình trạng là khóc, vợ khóc mà đôi khi là chồng cũng khóc, hai đứa ôm nhau cùng khóc. Thì nhưng mà vợ mong là cái chuyện đấy về sau cũng sẽ không xảy ra nữa. Vợ hy vọng là mình dành cho nhau nhiều thời gian hơn, lắng nghe để hiểu và nhìn lại để thương, nhìn lại những gì mà mình đã dành cho nhau. Và thực sự là cái điều mà vợ nhớ nhất đến tận bây giờ đó là lúc mà vợ, khi mà vợ nằm trên bàn sinh Annie, thì lúc đấy khi mà chồng bước vào, lúc đấy là vợ đã mở 9 phân đến 10 phân rồi, và lúc đấy vợ cơn cái cơn đau nó quặn liên hồi làm cho vợ đau mà vợ không thể nào nín khóc được ấy, khóc bởi vì nó cơn đau đẻ nó đau kinh khủng. Người ta nói là đẻ là giống như là bị đánh gãy hai bên cái xương sườn, đúng là như thế luôn, đau quá. Thì khi mà chồng vừa vào nhìn thấy vợ đau đớn như thế thì chồng đã rơi nước mắt và thương vợ, nhưng mà chồng không làm khóc trước mặt vợ mà chồng quay đi chỗ khác. Thì thực sự đến lúc đấy là vợ biết là chồng rất là thương vợ và thương con. Và cái khoảnh khắc khi mà đón Annie từ bụng mẹ ra ngoài đời thì chồng đã rơi những giọt nước mắt đầu tiên. Thực sự là vợ cảm thấy rất là xúc động vì điều đó, và hy vọng rằng là những giọt nước mắt của vợ cũng như là của chồng từ bây giờ trở đi khi mà lăn xuống trên gò má thì đều là những cái giọt nước mắt khóc vì hạnh phúc, chứ không phải khóc vì những hiểu lầm, khóc vì đau khổ nữa chồng nha. Quá ừ, quá quá ừ. Bà xã của mình á thì nhu cầu đòi hỏi bà cao lắm, lúc nào bà cũng thích mình phải có mặt ở nhà. Mà công việc mình làm sao có mặt ở nhà, rất muốn có chồng bên cạnh đi, dù không làm gì cả nhưng thích nhìn thấy ổng vậy đó. Ủa vậy em cần làm gì? Không, thích nhìn thôi. Bản thân gia đình mình là vui nhất rồi, chúng ta đã có nhiều cái thông cảm và hiểu cho nhau quá, cái còn lại là làm sao mà gia đình tạo thêm nhiều kỷ niệm nữa. Đi nước ngoài chơi, thật sự là cả nhà đang tính cái plan đi Đài Loan chơi, tại vì cô học ở bên Đài Loan một thời gian và rất nhiều bạn bè đều muốn chúc mừng em bé, thì mọi người đều hưng hực không khí chờ qua năm đi anh. Cái này qua năm anh ơi. Bay liền.